bộ trưởng quốc phòng đức kêu gọi sẵn sàng cho bóng ma chiến tranh thổ nhĩ kỳ sẽ bị loại khỏi nato nếu gia nhập Paris ukraine thay đổi đột ngột chiến thuật sau khi nhà trắng cho phép tấn công dọc theo phần tiền tuyến nga bằng tên lửa của mỹ cuộc tháo chạy lịch sử lặp lại, mặt trận kha cấp của Nga chính thức sụp đổ. Ukraine dừng bẫy phục kích bắn tan đoàn thiết giáp Nga khi đang ồ ạt tiến về hướng Donetsk. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. thì ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, người đứng đầu bộ quốc phòng đức tuyên bố quốc gia này cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất liên quan đến bóng ma chiến tranh ở châu âu và việc áp dụng trở lại một số hình thức nghĩa vụ quân sự có thể là cần thiết bộ trưởng quốc phòng paris bistarius cho rằng đức cần tăng cường năng lực của lực lượng vũ trang quốc gia trước cuối thập niên này trong bối cảnh động thái phát động chiến dịch quân sự đặc biệt của nga đã dấy lên những mối lo ngại về an ninh châu âu trong tương lai Hãng tin DW dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Boris Pistorius trong phiên chất vấn tại Hạ viện Đức vào ngày 5 tháng 6 cho biết: "Chúng ta phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2029." Người đứng đầu ngành quốc phòng Đức nêu rõ: "Berlin phải đưa ra những biện pháp để ngăn chặn nguy cơ xảy ra điều tồi tệ nhất và tài chính, vật tư cùng nhân sự là trọng tâm của mục tiêu này." Với những nhận định kể trên, Bộ trưởng Boris Pistorius tin rằng một hình thức nghĩa vụ quân sự mới là cần thiết và không thể tránh được. Bộ Quốc phòng Đức cũng được giao nhiệm vụ nghiên cứu những mô hình tiềm năng đối với chế độ tòng quân. Hồi tháng 3, một cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Forza cho thấy khoảng một nửa số công dân Đức ủng hộ việc áp dụng trở lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Quy định này đã được đình chỉ kể từ năm 2011 đến nay. Bình luận của Bộ trưởng Boris Biserius được đưa ra khi nội các Đức phê duyệt một tài liệu mới về quân sự và phòng thủ dân sự của quốc gia này, trong đó đề cập tới trách nhiệm của quân đội Cộng hòa Liên bang Đức Bundeswehr, các tổ chức viện trợ và cơ quan phòng thủ dân sự trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc chiến tranh. Các hướng dẫn mới thay thế tài liệu cũ từ năm 1989 hướng đến mục tiêu ứng phó với những mối đe dọa trên mạng và chiến tranh hỗn hợp cùng ngày, thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết chính phủ quốc gia này sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng và kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nhà sản xuất ở châu Âu. Thủ tướng Olaf Scholz phát biểu tại khai mạc triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế ở Berlin rằng: "Ngày nay, chúng ta thấy rõ hơn bao giờ hết tầm quan trọng của hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa châu Âu, Đức để có thể liên tục sản xuất tất cả các loại vũ khí quan trọng và đạn dược cần thiết." Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng xác nhận Đức sẽ mua thêm 20 tiêm kích Eurofighter nhằm mục đích tăng cường năng lực phòng thủ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố sẽ mua thêm hai tàu khu trục, ngoài 4 tàu tương tự đã được đặt hàng, như một phần cốt lõi trong chính sách quốc phòng Schengen của Berlin. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị loại khỏi NATO nếu gia nhập Belarus Việc tham gia tổ chức virus có thể trở thành giọt nước tràn ly, khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi NATO. Tuần tới, cuộc họp của người đứng đầu cơ quan ngoại giao của các nước BRICS sẽ diễn ra tại Nizhny Novgorod, nơi người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hakan Fiden dự kiến sẽ tham dự. Rõ ràng, chuyến công du của Ngoại trưởng Fiden sẽ là bước tiếp theo của Ankara để trở thành thành viên của tổ chức này. Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc việc gia nhập Belarus trong năm nay, khi nga là chủ tịch khối. Từ năm 1999, nước này đã nỗ lực gia nhập Liên minh Châu Âu, nhưng Belarus đã trì hoãn vấn đề trên vô thời hạn. Ngoại trưởng Biden tin rằng Belarus có thể trở thành sự thay thế xứng đáng cho EU. Thổ Nhĩ Kỳ ở một mức độ nhất định được kết nối với Liên minh Châu Âu bằng một thỏa thuận về thuế hải quan. Nhưng trên thực tế, Ankara còn lâu mới hội nhập được với EU như cách đây một phần tư thế kỷ. Nguyên nhân chính thu hút các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ đến với Paris là cơ hội thảo luận bình đẳng về các vấn đề chung trong khuôn khổ hiệp hội này. Trong khi đó, những bước đi như vậy của Thổ Nhĩ Kỳ đang khiến Mỹ cảm thấy khó chịu. Nhiều khả năng, Washington đang lên kế hoạch trục xuất Ankara khỏi NATO vì nỗ lực gia nhập khối Paris thân Nga. Trước kia đã có một số cuộc thảo luận về vấn đề này trong nội bộ NATO, nhưng hiện tại tình hình với Ankara ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Điều quan trọng cần lưu ý là việc Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi liên minh Bắc Đại Tây Dương rất có thể phù hợp với xu hướng ly tâm và đánh dấu một cuộc khủng hoảng cũng như sự sụp đổ sau đó của khối quân sự phương Tây. Ukraine thay đổi đột ngột chiến thuật, sau khi tòa Bạch Ốc cho phép tấn công dọc theo phần tiền tuyến Nga bằng tên lửa của Mỹ. Hiện tại, lực lượng vũ trang Ukraine, ngay khi phát hiện mục tiêu quan trọng ở khu vực Bakrot và Kot, liền phát hỏa bằng vũ khí công nghệ cao của phương Tây, chủ yếu là tên lửa HIMARS. Ngày 2 tháng 6, cách biên giới Ukraine 50 km, quân đội Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không hiện đại nhất của Nga, đó là hệ thống tên lửa phòng không kết hợp S-300 S400 trị giá 300 cho đến 500 triệu euro. Có lẽ, quân lính của lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây cũng đã tấn công trung tâm chỉ huy của Nga ở phía đông Belgorod, quân lính ở biên giới Sabakino và một đoàn xe quân sự cách biên giới 50 km ở khu vực Kod. Hiện vẫn chưa thể đưa ra đánh giá cuối cùng về tác động của việc sử dụng vũ khí phương Tây đối với diễn biến cuộc chiến ở Ukraine tuy nhiên những phát triển hiện tại trên mặt trận chiến tranh cho tra phép các giả định ban đầu rõ ràng các đơn vị quân đội ukraine đã tiến hành các cuộc phản công ở phía đông bắc đợt nước để đẩy lùi lực lượng nga khỏi các vùng lãnh thổ phía bắc thành phố lớn thứ hai của ukraine kharkiv nơi đã bị chiếm đóng từ giữa tháng năm trang tin ukrainska pravda của ukraine vào hôm thứ ba đưa tin về một cuộc tấn công của quân đội ukraine vào thành phố volyn trong đó cũng đề cập đến thực tế là Ukraine hiện kiểm soát 75% thành phố. Vị trí này nằm cách Kharkiv khoảng 70 km về phía đông bắc. Bradda đề cập đến tuyên bố này của Trung tá Nasa Fodosin, phát ngôn viên của lực lượng Shortesia. Lực lượng vũ trang Ukraine đè bẹp tuyến phòng thủ của Nga ở eo đất Crimea lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy và loại bỏ hai hệ thống tên lửa phòng không Panzer S1 của Nga, radar P-18 và radar Kasta, bao phủ Eldritch Kremlin. Toàn bộ kiếp vận hành của cả hai chiếc Panzer đều bị loại bỏ trong cuộc tấn công. Những kết quả hoạt động này của lực lượng phòng vệ được kênh Telegram Nikolevsky và NET đưa tin. Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn tấn công sở chỉ huy của Nga gần làng Abrikosovka. Thương phong về nhân lực của quân chiếm đóng lên tới 11 người, 5 người thiệt mạng, 6 người bị thương. Nhìn chung, trong 2 ngày, quân đội Ukraine đã phá hủy hoàn toàn hoặc vô hiệu hóa ba hệ thống tên lửa phòng không Ben 1 của Nga. Thông điệp cho biết, bầu trời đang trở nên trong xanh hơn, công việc vẫn tiếp tục. Việc phá hủy hai chiếc Panzer của Nga và một sở chỉ huy cũng được xác nhận bởi người phát ngôn của lực lượng phòng vệ phi nằm, ông Dmitry Blitenshut. Nga cũng mất trung tâm điều khiển máy bay không người lái tại mặt trận này. Trước đó có thông tin cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine với sự hỗ trợ của HIMARS đã phá hủy các bệ phóng S-300 của Nga và làm hư hại một sở chỉ huy ở vùng Belgorod. Kết quả công việc của quân đội Ukraine đã được thể hiện trên hình ảnh vệ tinh. Cuộc tháo chạy lịch sử lặp lại, mặt trận cao cấp của Nga chính thức sụp đổ. Điều duy nhất Điện Kremlin đạt được trong cuộc tấn công ở khu vực Kharkov là các cuộc tấn công bằng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga. Trước cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 10 tháng 5, ở phía bắc của vùng Kharkov, Nga đã không đạt được một mục tiêu nào mà họ có thể đặt ra cho mình. Không chiếm được ca Kharkov, cũng như không tạo ra cái gọi là vùng đệm, cũng như không làm chuyển hướng sự chú ý của lực lượng Ukraine khỏi các hướng khác Điều này được nêu trong tài liệu của tờ The Telegraph. Tác giả bài báo ghi nhận sự kiên cường của lực lượng bộ binh lực lượng vũ trang Ukraine, tầm nhìn xa của các nhà lãnh đạo Ukraine, việc Mỹ chuyển đạn nhanh chóng, đồng thời tập trung vào sự ngu ngốc và tự tin của giới lãnh đạo Nga. Nhà phân tích so sánh của tấn công của Nga ở khu vực Kharkov với cuộc xâm lược của họ vào năm 2022. Cuộc tấn công hiện tại có quy mô nhỏ hơn, nhưng cũng ngu ngốc không kém ngay cả khi Liên bang Nga hy vọng đơn giản là trút lực lượng Ukraine từ các hướng khác bằng cuộc xâm lược khu vực khả cấp, họ đã không thành công. Tác giả nhấn mạnh, lực lượng phòng vệ Ukraine có đủ nguồn lực để giữ vững vị trí của mình trên tất cả các khu vực của mặt trận. Điều duy nhất Điện Kremlin đạt được trong cuộc tấn công ở khu vực khả cấp là các cuộc tấn công bằng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Zelensky vào hôm thứ Tư cho biết ông đã đến thăm các hướng khá cấp và Kobayashi. Theo vị tướng này, tình hình chung vẫn còn khó khăn do cường độ chiến sự cao và việc kẻ thù sử dụng rộng rãi, xe bọc thép và bom dẫn đường. Nhưng quân đội Ukraine có cơ hội xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi. Trước đó, các nhà phân tích của ISW lưu ý rằng việc cho phép sử dụng vũ khí Mỹ để tiêu diệt các mục tiêu quân sự của Nga trên lãnh thổ Nga sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành tốt hơn các trận chiến trên hướng Kharkov. Trong những ngày gần đây, truyền thông Nga và phóng viên quân đội của họ bắt đầu thừa nhận rằng cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov đã dừng lại. Hơn nữa, họ còn báo cáo về các cuộc phản công tích cực của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Lipskine và Voskine. Ukraine dựng Mỹ phục kích bắn tan đoàn thiết giáp Nga khi đang ồ ạt tiến về hướng Donetsk. Khoảng 50 quân xâm lược Nga được hỗ trợ bởi xe bọc thép và xe tăng tiến về phía các vị trí của đơn vị Furnish ở khu vực Kuzyumika của vùng Donetsk. Ba chiếc BTR-82 của Nga bị nổ tung do mình điều khiển từ xa và máy bay không người lái đã kết liễu chúng. Các chiến binh Ukraine đã chặn dừng chúng lại và sau đó tiêu diệt xe tăng T-80 bằng máy bay không người lái FPV liệu đoàn Bombstar đã hạ gục một chiếc T-90M khỏi ATGM, COSA. Chiếc xe này cũng bị các nhà điều khiển máy bay không người lái kết liễu. Trong nỗ lực tấn công thất bại, 7 người Nga thiệt mạng, 13 người khác bị thương. Một phần trang bị và bộ binh của địch bị lữ đoàn 28 tiêu diệt. Trong khi đó, cũng tại khu vực Modinka, lính dụ Ukraine đã ngăn chặn một nhóm thiết giáp Nga tấn công theo hướng Hergripka. Lữ đoàn không phận số 46 báo cáo rằng các nỗ lực của Nga nhằm xông vào các vị trí của lính dù của lữ đoàn lần nào cũng thất bại. Bộ chỉ huy Nga điều động xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân và xe gov distress của Trung Quốc tới cuộc tấn công. Mình, hệ thống pháo binh và máy bay không người lái được sử dụng để phá hủy thiết bị của Nga. Lực lượng lính dù Ukraine nói, UAV đang nhắm mục tiêu vào thiết bị và nhân viên quân sự của Nga, thiệt hại thì rõ ràng không thể che giấu được. Trước đó một ngày, người Nga đã cử xe bọc thép được trang bị lưới bảo vệ chống lại máy bay không người lái để tấn công. Những kẻ xâm lược Nga đã lắp đặt hệ thống tác chiến điện tử EW trên lưới tản nhiệt để ngăn chặn tín hiệu của máy bay không người lái. Để vô hiệu hóa tác chiến điện tử, quân nhân Ukraine trước tiên dùng pháo tấn công thiết bị, vô hiệu hóa hệ thống chế áp máy bay không người lái của Nga bằng các mảnh đạn pháo. Sau đó, hàng loạt máy bay không người lái tấn công được trang bị chất nổ mạnh được phóng vào đoàn xe Nga. Những kẻ xâm lược Nga đã cố gắng tiến về Hirovka, một ngôi làng gần thị trấn Morinka bị phá hủy trong một thời gian dài. Bộ tổng tham mưu Ukraine trong nhiều tháng đã báo cáo về việc đẩy lùi các cuộc tấn công theo hướng Modinka, nơi được bảo vệ bởi lính dù. Như đã đưa tin trước đó, quân đội Ukraine đã ngăn chặn nỗ lực tiến quân của Nga về phía làng Kosti Atinivka, huyện Bokost. Tin tức vừa rồi <laughs> cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến cho tạm biệt và hẹn gặp lại!